À, trả return qua rát của hành trình Đồng Nai 15 đều. Đúng bằng cú trái một tay cực kỳ đẹp mắt của hành trình Đồng Nai. Từ ngày 3 cho đến ngày 9 tháng 6 tại sân thi đấu của câu lạc bộ Lan Anh, 298 Cách Mạng tháng 8, quận 10. Đó là tình huống mà forehand khiến cho Hoàng Dược chỉ biết đứng nhìn ở trong tình huống forehand quá xuất sắc của Trình Đồng Nai vừa rồi. Và bây giờ là tình huống bóng vàng, hành trình lựa phía bên ô 2 sẽ là điểm để trả bóng vàng ở trong tình huống này. Liên tục là những pha rally cực kỳ đẹp mắt. Trình Đồng Nai đã dâng lưới rồi. Kịp không? Và đó là một tình huống dâng lưới rất chuẩn xác của hành trình Đồng Nai. Ngay trong game đấu đầu tiên đã có một break được xuất hiện cho hành trình Đồng Nai. Lợi thế dần trước ở trong quyền cầm giá bóng của Hoàng Dược đã không được tận dụng tốt ở trong lượt trận này. 1-0 cho hành trình Đồng Nai. Xin chào chị Na. Và xin chào anh Đỗ Minh Đạt, xin chào Trúc Trần và xin chào hơn 150 khán giả đang xem và đang theo dõi livestream giữa hai vận động viên Hành Trình Đồng Nai và Hoàng Dược ở trong nội dung đơn nam bán chuyên nghiệp này. Đây là một giải đấu mà quy tụ rất nhiều các vận động viên nổi tiếng như số 1 của Việt Nam Lý Hoàng Nam, số 1 của Campuchia tay vợt Kenny Boon, hay là sự xuất hiện của vô đánh đôi Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang, và đặc biệt có sự góp mặt của tay vợt người Indonesia Christopher Runcat ở trong hai nội dung là nội dung 2000 và 2150. Chúng ta cùng quay lại với diễn biến của lượt trận đơn này. Đó là pha về bùng một tay bóng không chuẩn xác của anh Trình Đồng Nai, 15 đều. Forehand quá xuất sắc của hành trình Đồng Nai. 30-15. Dạ vâng anh Đỗ Minh Đạt. Trước khi anh Dược vào thi đấu thì có nói nhờ bình luận viên nói rằng Dược là một năng khiếu đến từ chợ Gò Vấp. Và đây cũng là lượt trận đầu tiên của cả hai vận động viên. Đó là tình huống xác định bóng ra ngoài trong cú return vừa rồi của hành trình Đồng Nai. Và các bạn có thể thấy sự phản ứng của hành trình Đồng Nai ở trong tình huống vừa rồi. 30 đều. Đã có một sự dự đoán của anh Linh Lết ở trong lượt trận này. Cổ vũ cho đội nhà là hành trình Đồng Nai. Và vô lề khá tốt của Hoàng Dược, và đây là cơ hội để Hoàng Dược quân bình tỷ số, đòi lại break mình vừa bị đánh mất ở trong game đấu trước. Và xin chào Phúc Thốt Nốt, xin chào anh Hưng DSS và xin chào tất cả mọi người đang xem và đang theo dõi livestream. Và đó là một pha trái một tay không qua lưới, 1 đều. Có vẻ trên gương mặt của anh Trinh vẫn đang khá buồn về tình huống bắt bóng trước đó của trọng tài. Anh cho rằng tình huống bóng đấy là trên dây. Và trận đấu chúng ta sẽ được bắt đầu với game đấu thứ 3. Hoàng Dược là người cầm ra bóng. Lối bóng 1. Xin chào anh Trung Trần, xin chào Quân Tony. Xin chào Phi Cường và xin chào tất cả mọi người, tất cả khán giả, anh chị em đang xem trên livestream được truyền hình trực tiếp trên trang fanpage của Tennis Wing Infinity. Và sau tình huống bóng vừa rồi thì chúng ta cùng xem sự quyết tâm của anh Trinh Đồng Nai ở trong lượt trận đánh đơn này, nội dung đơn bán chuyền. Xin chào anh Thế Anh.
Và xin chào mọi người đang xem live. Bóng vẫn còn, cơ hội dứt điểm. Và đó là một tình huống forehand của anh Trình, bóng đi ra ngoài, 15 đều. Và đó là một pha trái một tay ra ngoài của anh Trình Đồng Nai, 30-15. Em xin chào chị Hoa Tử Dương. Xin chào anh Sĩ Dương Thịnh Phát. Mọi vấn đề anh Sĩ xin liên hệ với anh Vinh để thi đấu nội dung này nha anh Sĩ ơi. Đó là một cú vô lề bóng đi ra ngoài của Hoàng Dược, 30 đều. Cơ hội là rất nhiều trong tình huống vô lề vừa rồi, nhưng thật sự những pha trả return của anh Trình Đồng Nai là không hề dễ. 30 đều. Xin chào anh Nguyễn Đường. Đây là một giải đấu rất lớn và được kéo dài nguyên một tuần. Từ thứ hai cho đến chủ nhật tuần này ở tại cụm sân Lan Anh, gồm tổng cộng 12 nội dung thi đấu. Và xuất hiện rất nhiều ngôi sao trong giải đấu lần này. Và xin chào hơn 200 khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Xin chào Ni Kỳ Hòa và xin chào anh Duy Tóc Dài. Chúng ta cùng quay lại với diễn biến của trận đấu. Và đây là cơ hội để cho anh Trình Đồng Nai có break ở trong game đấu này. Nếu như game đấu này mà Hoàng Dược mất break thì kể cả 3 game đấu vừa rồi chưa một ai bảo vệ thành công game đấu cầm giáo bóng của mình. Tỷ số hiện tại đang là 30-40. Đó là tình huống mà trọng tài xác định bóng tốt trong cú backhand dâng lưới vừa rồi của Hoàng Dược. Và bây giờ là tình huống bóng vàng. Xin chào anh Nguyễn Thanh Phong, xin chào anh Văn Nghĩa. Và xin chào hơn 200 khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Quý vị và các bạn hãy bấm like, share và chia sẻ cho live stream này càng nhiều người biết đến. Bởi vì một giải đấu này là giải đấu rất đáng xem. Đó là pha dứt điểm rất lạnh lùng của hành trình Đồng Nai. Và break lại được xuất hiện 2-1 cho hành trình Đồng Nai ở trong lượt trận đầu tiên của nội dung đơn nam bán chuyền này. Và giải đấu lần này thì sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều tay vợt như Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Lý Hoàng Nam hay Kenny Boone. Và từ Lê Khánh Duy, anh Vinh Infinity, Phan Huy và rất nhiều các tay vợt bán chuyên đến chuyên nghiệp được xuất hiện trong giải đấu lần này. Em xin chào anh Thái Thành, giải này anh Thái Thành có xuống không anh Thành ơi? Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Mỗi một like, một tim và một chia sẻ của quý vị và các bạn sẽ đưa giải đấu này phổ biến rất nhiều đến với tất cả mọi người. Và trong game đấu tiếp theo, game đấu mà anh Trinh Đồng Nai sẽ là người cầm giáo bóng. Giải đấu mà được kéo dài trong vòng 7 ngày và sẽ có sự xuất hiện của hai vận động viên Bobo và anh Duy Tóc Dài để bình luận xuyên suốt giải đấu với tổng cộng 12 nội dung được thi đấu trong giải đấu lần này. Đó là một cú ép forehand và dâng lưới nhưng nó được thực hiện không thành công bởi Hoàng Dược. 15-0. All right.
Dạ, em xin chào anh Lê Hiệp. Dạ đây là nội dung đơn nam bán chuyền trình 1050 đổ về. Còn Văn Phương và các vận động viên sinh cao hơn thì nằm ở nội dung chuyên nghiệp. Nhưng giải đấu lần này thì lại không có nội dung đơn nam chuyên nghiệp anh ạ. Xin chào anh Tuấn Sư Phạm và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và theo dõi livestream. Ép bóng cực kỳ nặng và dâng lưới của anh Trinh Đồng Nai. Một pha drop shot cực kỳ điệu nghệ và rất cảm giác của anh Trinh trong tình huống vừa rồi. 30, 15. Mười 15 và trả return không thành công mà một cú backhand rất sở trường của Hoàng Dược. Drop shot qua đẳng cấp đến từ hành trình Đồng Nai. Thật sự thì nếu như ở vị trí cuối sân thì anh Trinh Đồng Nai sẽ là nhỉnh hơn so với Hoàng Dược ở trong nội dung đánh đơn này. Độ xử lý là quá chuẩn mực và tỷ số hiện tại đang là 1-3. Lợi thế mà đang là một break nghiêng về cho anh Trinh Đồng Nai. Và giờ bóng tốt của Hoàng Dược 15-0. Và xin chào tất cả quý khán giả đang xem và đang theo dõi livestream. Đó là tình huống vùng trái một tay ra ngoài của anh Trinh Đồng Nai. Ở trong giải đấu lần này thì theo bình luận viên quan sát trên danh sách đăng ký thì có ba vận động viên đến từ Đồng Nai, đó là anh Trinh Đồng Nai, Tú Tề và anh Hin Sô Cô La. Dạ, xin chào anh Lê Hiệp và hình như là có anh Lê Hiệp ơi. Và đó là tình huống xác định cú cắt bóng vừa rồi của Hoàng Dược, bóng đi ra ngoài. 30, 15. Em xin chào anh Bình Long Khánh. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi livestream trên trang fanpage Tennis Vinh Infinity. Lỗi bóng 1. Bóng ra ngoài 30 đều. Hai điểm số liên tiếp vào trong game đấu thứ năm này dành về cho anh Trinh Đồng Nai. Và anh Hoàng Nam đang cổ vũ rất nhiệt tình cho anh Trinh Đồng Nai trong lượt trận này. Đó là cú backhand rất tốt của Hoàng Dược, cơ hội để dứt điểm. Vẫn chưa thể dứt điểm được. Và pha smart yeah vừa rồi đưa bóng đi ra ngoài và nó trao cho anh Trinh Đồng Nai một cơ hội để có break ở trong game đấu này. 3 điểm số liên tiếp ở trong game đấu thứ 5 dành về cho anh Trinh Đồng Nai. Tỷ số hiện tại đang là 30-40. Anh em xin chào anh Tả Bí Lù và xin chào tất cả mọi người đang xem và đang theo dõi livestream của nội dung đơn nam bán chuyên nghiệp này. Những pha rally rất chuẩn mực, bóng vẫn còn.
Và đó là một tình huống forehand winner. Một tình huống mà khép lại game đấu thứ 5 với tỷ số 4-1 nghiêng về cho anh Trinh Đồng Nai. Và xin chào anh Luân Tiền Giang. Xin chào Peter Nguyễn và xin chào mọi người đang xem và đang theo dõi live stream. Nội dung này không thấy Luân Tiền Giang xuất hiện luôn nhỉ. Và giải đấu các bạn đang xem, đang theo dõi là giải đấu được thực hiện bởi diễn đàn Tennis Wing Infinity, tranh cúp Nha Khoa Bình An, Bì Đèn Tít Trì, mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Và giải đấu chúng ta sẽ được kéo dài trong vòng 7 ngày, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6, và sẽ được thi đấu liên tục. Trong giải đấu lần này sẽ có 3 nội dung dành cho các chị nữ, là nội dung đôi nữ 1.300, đôi nam nữ 1.300 điểm và cả đôi nam nữ 1.400 điểm. Xin chào anh Phạm Hùng, xin chào anh Phúc Khánh và xin chào tất cả khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Dạ anh Linh, em có tham gia 2 nội dung anh Linh ơi. Vừa vào mà anh Linh dự đoán 6-0 rồi, và anh Linh đã mất quyền dự đoán trong lượt này bởi vì Hoàng Dược đã có game đấu đầu tiên. Và chúng ta cùng quay lại với diễn biến của trận đấu, game đấu thứ 6, và anh Trinh Đồng Nai là người cầm dao bóng ở trong game đấu này. Ép bóng khá sâu của Hoàng Dược khiến cho pha trái một tay của anh Trinh tình huống vừa rồi không chuẩn xác, 0-15. Chủ tịch thấy anh lại chọc em nữa. Đó là một tình huống né trái đánh phải, bóng đi ra ngoài của Hoàng Dược và 15 đều. Em xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem và đang theo dõi live stream. Đó là một tình huống xác định bóng tốt trong pha return forehand vừa rồi của anh Trinh Đồng Nai, 30-15. Và thế trận đang là rất khó cho Hoàng Dược ở trong lượt trận đầu tiên này. Xin chào chị Thắm, xin chào anh Đạo Mỹ Sơn và xin chào tất cả mọi người đang xem và đang theo dõi live stream. Đó là tình huống trọng tài xác định cú forehand bóng đi ra ngoài, 30 đều. Lần này thì là một pha trái một tay, bóng đi quá chuẩn xác của anh Trinh Đồng Nai, nó đi ra khỏi tầm với của Hoàng Dược trong tình huống dâng lưới vừa rồi. Và tỷ số hiện tại đang là 40-30. Xin chào Thinh Đồng Nai và xin chào tất cả các cổ động viên đang cổ vũ cho cả hai vận động viên. Vừa rồi là một pha return bóng đi ra ngoài của Hoàng Dược và kết thúc game đấu thứ 6 với tỷ số 5-1 cho anh Trinh Đồng Nai. Anh Tú và team Lò Vôi đang ở nơi nào lên cổ vũ cho Hoàng Dược thi đấu nội dung đơn nam này. Bóng vẫn còn, drop shot, di chuyển rất tốt của Hoàng Dược. Và đó là pha phòng thủ tốt hơn đến từ anh Trinh Đồng Nai. 0-15. Anh Linh KCB. Anh nhiều sáng anh có thấy Tú Tè cũng thi đấu nhưng mà anh không biết là tới đâu rồi thì nơi. Lưới và giao lại bóng 1.
một pha drop shot của Hoàng Dược nhưng bóng lại không qua lưới và tỷ số hiện tại đang là 0-30. Rất nhiều dự đoán tỷ số cho lượt trận này. Đó là pha trả return quá tốt của anh Trình Đồng này, khiến cho pha forehand vừa rồi của Hoàng Dược bóng đi ra ngoài. Và đây là match point đầu tiên được xuất hiện cho anh Trình Đồng Nai trong lượt trận đơn bán chuyên này. Lối bóng 1 và đây cũng là cơ hội để cho anh Trình Đồng Nai. Bóng ra ngoài và trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về cho anh Trinh Đồng Nai. Bạn đang tìm một nhắc qua hình lập hơn 200